Bình thường thì hầu hết các xe ô tô bây giờ đều có tính năng gập ghế ở phía bên trên lưng ghế này, gập này xuống. Tuy nhiên chiếc Chevrolet Trax này còn có một tính năng khá là hay, đó là cái phần dây rút này. Các bạn kéo ra là phần mở ra một khoang chứa đồ khá là rộng. Trong trường hợp mà nó mà muốn phân tách rõ ràng giữa khoang chứa đồ phía trước và phần cốp sau thì bạn có thể dùng cách này được. Bên này cũng như vậy. Tạo thành một khoảng không rất là rộng. Gập như này xuống. Bên kia cũng thế. Khá là hay. Cái cách bố trí này mình thấy là chào mừng anh em quay trở lại kênh của mình. Thì các bạn mà theo dõi kênh của mình sẽ thấy mình đã có một video về chiếc Ford EcoSport rồi. Chào anh em nhé, hôm nay mình lại lên sóng một chiếc xe phải nói là cựu vương. Mình cũng rất thích kia chiếc xe đấy. Thì hôm nay mình có qua chỗ anh bạn mình ở trên Xuân Tảo. Chiếc xe này cùng phân hạng với chiếc EcoSport. Nhưng mà mình thấy về ngoại hình ấy thì Chevrolet Trax được cái dáng khá là đẹp. Nó gấp khúc nhiều, không quá tròn, thon thon, và phần chiều cao cũng rất rất là cao này, có vẻ là cao hơn Eco một chút. Đấy là cảm quan bề ngoài, đặc biệt là cái phần đầu xe này mình thấy rất là thích. So với EcoSport mà đời 18, 19 cùng đời này ấy, thì thấy cũng được. Động cơ 1.4 turbo. Với bản này là màu đỏ ấy, thì mình thấy cũng không đánh giá cao lắm, nhưng mà chiếc này mà màu xanh thì mình thấy khá là ổn và đẹp. Phần gương này kiểu dáng rất giống chiếc Captiva này. Nếu mà nhìn từ từ bên hông như thế này ấy, các bạn sẽ thấy là cái phần lốp này, xong rồi thân xe là khá là to và dày dặn. Chiếc này thì không còn phân phối chính hãng rồi, nên là xe ở đây, phần này là phần đây là cốp sau của chiếc Eco này. Cốp sau này nếu mà các gia đình nào mà tầm 2 hoặc 3 người muốn đi về quê, đi xe, dùng xe đi lại trong phố hàng ngày và đi về quê, thì mình thấy khoảng không gian này rất là vừa đủ. Chiếc này không còn phân phối chính hãng nữa, cho nên là giá bán xe của chiếc này trên thị trường xe cũ đang là khá là tốt. Chiếc này đang được bán giá 445 triệu. 445 triệu thì nó chỉ tương đương với chiếc Morning thôi. Nhưng mà công năng sử dụng rất là nhiều, vừa có thể đi lại hàng ngày mà vừa có thể đi về quê được. Đặc biệt ấy, mình thấy cái phần ghế sau này, hàng ghế thứ hai này, nó có cái tính năng gập khá là hay, để mình minh họa cho các bạn nhé. Bình thường thì hầu hết các xe ô tô bây giờ đều có tính năng gập ghế ở phía bên trên lưng ghế này, gập này xuống. Tuy nhiên chiếc Chevrolet Trax này còn có một tính năng khá là hay, đó là cái phần dây rút này. Các bạn kéo ra là phần mở ra một khoang chứa đồ khá là rộng. Trong trường hợp mà nó mà muốn phân tách rõ ràng giữa khoang chứa đồ phía trước và phần cốp sau thì bạn có thể dùng cách này được. Bên này cũng như vậy. Đặc biệt là cái phần trụ A ở đây, họ làm cái tấm gương này, tấm kính này nên quan sát rất là tốt. Bây giờ mình vào bên trong nhá. Tương tự như chiếc Ford EcoSport thì ghế lái và ghế phụ bên kia ở chiếc Chevrolet Trax đều là ghế chỉnh cơ. Nhưng mà đặc biệt mình thấy có sự tương đồng, đó là cái phần chỉnh cơ của cái xe Chevrolet Trax này cũng chỉ là một cái gậy tay rất là ngắn ở đây. Mình ở trên EcoSport cũng tương tự, nhưng mình không hiểu sao họ lại làm ngắn như này. Mình lại thích kiểu thanh dài, kéo đây mình vò tay xuống dễ hơn là phía bên này. Bên này hơi lệch.
Bên trong thì như các bạn đã thấy rồi, chiếc này dùng động cơ, dùng hộp số tự động. Tất cả các cái khu vực màn hình này, xong rồi phím bấm ở đây, phím điều hòa ở đây đều bố trí mình thấy là đơn giản, trực quan, rất dễ sử dụng và dễ thao tác, kể cả với những các chị em chưa là quen với ô tô lắm. Đặc biệt là cái cảm ứng MyLink này, cái này là những ai mà quen dùng xe Chevrolet từ Trailblazer này, Colorado này, thì sẽ quen với cái ứng dụng MyLink này hơn. Còn đây là vô lăng. Vô lăng này mình so với chiếc Ford EcoSport thì mình thấy là đẹp. Nó có khá nhiều phím bấm này. Đặc biệt đây là có Cruise Control này. Bên này có ra lệnh bằng giọng nói, đàm thoại rảnh tay, rồi tăng giảm âm lượng. Nói chung là vô lăng này là đủ dùng. Đấy, đây bên này là chỉnh các cái phím đèn pha các thứ. Như mình thấy là ở cái khoang lái xe này nó không quá đề cao về cái tính thẩm mỹ mà thiên về cái sự thực dụng hơn. Khu vực hộp để đồ này, rồi là cần số quanh đây này. Phanh thì vẫn là phanh tay thôi. Ở đây là không có cái bệ tí tê trung tâm mà chỉ có các cái hộp để cốc, 1, 2, 3, 4 hộp để cốc thôi. Đặc biệt là để thay cho cái bệ tí tê trung tâm thì bên nhà sản xuất họ làm cái bệ tay tay như này. Cái này thì mình thấy để tay cũng được, nhưng mà lại hơi thiên vị cho bên người lái quá. Bên người phụ lái mà muốn có thì lại muốn để tay thì lại không được, phải để ké. Nhưng mình thấy là ổn. Vừa rồi là những trải nghiệm nhanh của mình với chiếc Chevrolet Trax. Thì ngoại hình thì mình thấy ổn, đẹp. Mình cảm giác là phần đầu xe này nó dài hơn xe EcoSport. Phần thân này có các cái đường nét gồ lên khá là đẹp. Mình nhìn thấy cảm giác nó đúng chất là cơ bắp Mỹ hơn. Thứ hai nữa là cái phần khoang hành lý phía sau khá là rộng rãi. Cốp sau cũng cái cơ cấu lật ghế cũng rất là mới lạ. Đặc biệt là một giá bán, cái xe này phải nói là giá bán hiện tại rất là tốt với những ai mà muốn mua xe lần đầu. Tức là không muốn mua xe những chiếc xe hạng A nhỏ thì có thể lựa chọn những chiếc xe gầm cao đa dụng như thế này. Mà chiếc này so với bây giờ là không phải là quá lỗi thời. Các công nghệ vận hành cũng khá là ổn. Công nghệ hỗ trợ vận hành này an toàn khá là ổn. Một điểm nữa là cái vô lăng rồi màn hình giải trí các thứ là nó ở mức vừa phải, không quá là hiện đại nhưng mà dễ sử dụng. Đấy. Các bạn nghĩ sao về Chevrolet Trax thì để lại bình luận phía bên dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.